sắp đi cũng vậy. Cái chạy tàu quá. Còn chạy tàu hết luôn đó nha. Dở dữ ta. Ồ, hôm này uống dữ ta. Hôm này cũng phá rồi đó nha. Sầu lum trên hư rồi. Trời sáng sớm chỉ mưa đó nha. Quá trời ô mày nó bịt quá cái này. Rồi tặng sẵn tiếng sữa kèo luôn nha. Bơm vô tàn lum hết trơn, quýnh ớ nha. Hùng quá hùng. Chơi này chơi gọi cho nó còn hung nữa cái này. Quýnh quá quýnh nè. Ghê. Chính này giả ẹt cái nha. Chính cắt cái lá này. Ở cái này chính ngồi chính cắt gần 4 mét mặt. Về căng nó 6 ký mấy cái nè. Này hư luôn nha nha. Chính không có đường sửa rồi. Cái nhà xem chạy kèo nữa nha. Không biết được nhiều không nữa. Chắc can sĩ hư hết trơn nè, sáng nhà thấy sâu nè. Giờ tiếng ngọc ổ bỏ luôn cái nhà, thấy nở hết nè, cái nhà thấy nè. Nhà thấy không, còn có dĩ không à. Tiếng lấy mặt rồi tiếng sửa cái kèo luôn cái nhà. Cho nó về nữa cái nhà. Bây giờ gì là nó hơi đứng đứng đi rồi cái nhà. Không thì sắp đi rồi. Cạo kèo lên. Hình như bên đây còn nhiều lắm nè. Chúng để đâu mười mấy ngày nữa nè, chúng lên dễ chúng nó đi luôn rồi. Không biết bên kia nó có chạy kèo không, để chúng nó coi thử. Nghe hiểu nha. Thắng không? Không có mặt nghe nha, coi mép đây. Cũng không mặt luôn nha. Cúc này có mặt không? Không có nha. Sâu trên. Sâu hết trơn nhà ơi, hư của ông luôn. Ông cạo cái kèo lại nghe nha. Đó. Còn được nhiêu mặt đó cái nha. Bỏ được mấy ống nữa nha, bỏ luôn nha. Được miếng đó, thấy nó nhiều mặt đó. Dở thì cái nha, 15 ngày lên nó sắp đi, nó yếu mặt nha. Cắt mặt nó tét gì. Mưa gì ta. Cạo kèo đi nha. Rồi tiếng kiếm khác cũng quay với nhà xem nha. Cạo kèo lâu quá nha. Rồi cái nhà, thì tiếng quay lại cái ôm, tiếng gọi, tiếng bắt lại máy cái nhà. Này cũng mười mấy ngày quay lại bắt lại có mặt không nghe nhà.
Ồ, cũng lớn như chiến gòi cơ nha. Bình chứ không. Trước mặt sao ông bự quá bự. Một chiến này bự chiến gòi nữa nha. Nó kéo ra. Kinh dị không cả nhà. Tiếng cắt hay không? Cái chiếc này mặt sao đây? Cái cỡ 13 4 ngày cả nhà. Sẵn có tiếng đi ngang lên quơ lại luôn. Ô lớn ghê trời. Cái này mới có mặt không đây. Chưa thấy được mặt đó nha. Làm mặt cái này. Làm đấy cũng chưa mạnh nha. Được. Con này chứ sao để lâu lâu nó mới được. Đúng rồi, đúng rồi. Chút nữa lít hơn đó nha. Chạy kèo luôn. Đây coi coi. Mặt cho nhà xem ha. Ngồi có mặt 3 lít đó nha. Cái này chắc có nửa lít nè. Chạy vô đây luôn cả nhà thấy không. Đây cả nhà. Hổ lớn ghê quá nha. Hết hồn của ông. Đi gỡ sâu rồi sửa ổ đi cả nhà. Thôi tiếng cắt đi. Mặt cũng ít rồi nha. Giữa vậy chứ sao, nó sao chứ này nó không đạt không. Giờ cho nó miếng cái này. Sâu quá cái này. Cái lỗ sâu nó chen cũng được. Đây chừa nó miếng rồi cả nhà. Tiếng lấy miếng nha. Lấy cái nửa lít được rồi. Chừa nó lại chừng nửa xị đi. Bên con bên mặt cái này. Cái này mặt nhiều lắm nha. Nửa lít hơn. Ba chị mặt. Bên con mặt. Rồi, tạm thời vậy cái nha. Kiếm khác quay cho nhà xem nữa. Chứ sao coi nó làm sao, chứ này hay chết. Mới mười mấy ngày gì là đạt luôn cái nha.
Rồi cái nhà thì tiến cũng xuống tới gốc cái nhà. Chắc thành quả này có 3 xi mặt nha nha. Đó nhìn này. Cái này tiến cắt con dao rồi nha. Nay vô mặt lại gì là quá đạt nha. Tại vì mới đây khoảng 14 ngày. Qua 4 ngày lại tiến quay lại tiến sẵn tiến đi ngang tiến ghé vô tiến thăm lại cái nha. Thì sáng giờ tiến trúng dữ lắm nha cái nha. Đó nha nhìn này. Cặp da tiến bây giờ là nó cứng ngắc luôn rồi nha. Giờ thêm cục này nữa là tiến cầm tay rồi đó. À, để nữa tiếng về nhà tiếng sẽ quay cái thành quả cho nhà xem ha. Thì bữa nay là tiếng bữa nay tiếng đi bắt lại luồng cũ nha. Thì cũng may mắn là mổ tiếng cắt rồi là cũng còn không có nha, không có anh em nào cắt hết nên là tiếng gom dài về cái nha. Bây giờ tiếng chuẩn bị giật ra và đi dài về đang chuẩn bị gom mớ mặt nữa rồi đang giao cho cô dì chú bác nữa cái nha. Thì cũng có một khách dặn tiếng là tiếng mới đi gom mặt cái nha. Thì thôi giờ tiếng đi tiếp nha, gặp ổ tiếng sẽ quay nữa. Rồi cái nha, thì sau cái bằng á thì tiếng cũng đi về luôn cái nha. Thì tiếng cũng nói chung thì đầy cái ba lô rồi. Rồi tiếng cầm thêm một bọc cây bằng nữa cả nhà, nên là tiếng không còn tay để cầm nữa, nên là chứ lại không có quẩy mặt được nữa cả nhà. Tại tiếng sợ bể mặt cả nhà, nên là tiếng không có mặt bên tiếng. Thì nói chung là khách dặn đa số là mặt ký cả nhà. Thì mặt lít thì khách cũng dặn, nhưng mà mặt lít thì khách hàng tin tưởng tiếng thì tiếng sẽ dắt cà chai cho khách hàng luôn. Vì vậy mặt ông cũng như nhau thôi cả nhà, nhằm khi tiếng quẩy về cũng như quẩy nhảy mương rồi nọ, lội mương rồi nọ với chui đâu này nọ nha, thì nó bị bể mặt nó, đâm ra là cục mặt nó không có được đẹp nữa, nên là tiếng dắt ra đó, chứ nhầm khách hàng kiểu như người ta muốn tự dắt cả nhà, nên là tiếng gán bảo quản cục mặt cho nó nguyên vẹn nên cho khách hàng tự dắt. Nhưng mà đa số thì mặt nó cũng không có bảo quản được nguyên vẹn nha cả nhà. Thì cả nhà cũng thấy nè, nó cũng như cục mặt này đi, tiếng bắt nguyên cục bự lắm á, mà tiếng cái đinh xuống là nó đã dập rồi. Rồi tiếng quẩy về nhà nó gãy luôn cả nhà, nên nước nó ra gì nè cả nhà cũng thấy nè đó. Nó cũng bể mặt thôi nha, chứ mặt ông mà nó đâu phải là đá đâu mà nó cứng đều hoài được, lúc nào nó cũng cái sáp nó mềm lắm đó nha. Thì bữa nay thành quả tiếng bắt rất là nhiều cả nhà. Đây cả nhà tiếng quay xương xương cho cả nhà xem ha. Là cả nhà thấy mặt ông chám vô luôn, đã không cả nhà. Đây một cục, bên đây một cục nữa nha, cũng chám vô luôn nha, thấy không đó. Con ông nó còn nhúng nhích này nha, thấy không đó, tiếng mới bắt cái bịch bữa nay luôn nha đó. Ở dưới cục mặt này nãy tiếng quay rồi. Dưới đây nè cả nhà. Cục này nè, cũng đẹp lắm nữa cả nhà. Cục này cũng tiếng cắt dày sọc luôn mà nó gãy rồi cả nhà, gãy đôi rồi. Nhưng mà nó vẫn còn nguyên vẹn nha. Đó, hồi này tiếng chuẩn bị hồi tiếng giao khách một mớ nữa nha. Thì tiếng chạy về cũng như tiếng tranh thủ về đang chuẩn bị giao cho khách hàng của tiếng là 10 kg mặt nha cả nhà. Đây nè cả nhà. Cục này cũng chám rồi nè cả nhà. Nhà thấy không? Đã không? Đó, mặt như chiếc banh luôn đó. Tiếng thẻo như chiếc banh luôn đó cả nhà. Mà nó cũng hơi giặt nhẹ rồi. Cái gáy nó bự lắm đó nha. Nhìn đây nè. Cái cục này lỗ này tiếng có quay nè. Mà cái video nó lắc quá cả nhà. Cái cam của tiếng nó lâu lâu nó bị lỗi cả nhà. Không biết sao mà cái nó lắc quá. Cái đó thì tiếng chưa khắc phục được. Mà tiếng cũng không biết cách nào để khắc phục luôn. Anh em nào mà xài dòng quay phim, máy quay phim mà Google á, anh em nào biết cái cách mà khắc phục cái máy nó lắc, nó bị lâu lâu nó bị lắc á cả nhà. Nó lắc từ luôn, mà cái camera đã hỗ trợ chống rung rồi nhưng mà nó không có chống rung, cái nhà tự động nó lắc vậy đó. Nên là tiếng không có đăng lên cho nhà xem, cái nhà mong cái nhà thông cảm nha. Đăng lên coi mờ mờ lắc coi thấy ghét lắm nha. Tiếng coi rồi, tiếng thấy cái video đó là cũng như bỏ đó cả nhà. Đây dưới đây cục nè cả nhà. Cục này là một cây bằng nè cả nhà. Cái cây bằng mà tiếng quay cho nhà xem đó, cây bằng tiếng gọi tiếng cắt 3 lít ngoài mặt đó nha. Chiếc này tiếng bắt lại gần 1 lít mặt nha, về căng gần 1 lít đó cả nhà. Đó cả nhà cũng thấy không? Mặt ông không? Ở trong nè, cái này thì tiếng quẩy nó bể cả nhà ơi. Nè cả nhà nhìn nè. Nó kẹo mồ như mạch nha luôn cả nhà, thấy không nó. Nó tiếng quẩy ra nó gãy đôi nó bể rồi, cái này chắc tiếng cũng dắt luôn nha cả nhà. Nói chung mặt ông kiểu nó ổ non cả nhà, ổ mới đóng chừng 5 10 ngày, 7 8 ngày là tiếng không bảo quản được nguyên cục kiểu như là cho cả nhà nha. Thì tại vì nó quá mềm cả nhà ơi. Cả nhà chỉ cần nhảy qua mương cái sóc cái bực cái là rồi nó gãy rồi đó. Tại nó mềm lắm nha cả nhà. Đó. Như cục này nè. Nó chảy nước ra luôn nữa cả nhà ha. Nó cũng kẹo lắm nha nhà, mặt rất là đẹp. Đó. Rồi đây là tiếng hôm qua, tiếng đi với ông anh cả nhà. Hôm qua nói chung thì anh em đi cũng thắt cả nhà chứ không trúng nha. Rồi đi được một ít cử mặt thì tiếng dắt ra nè cả nhà. Đó. Nhà thấy màu đẹp không? Đây là hôm qua tiếng cũng quay cũng có nói cho nhà hiểu là do là cái mặt ông tiếng với manh quẩy á, là nó kiểu như là nhảy mương quá thì nó nát ra luôn, nó bét luôn đó, thì nên là tiếng dắt ra luôn cái nhà ơi, chứ không có để nguyên cục như vậy giao cho cô dì chú bác cho nó
lên nát bét cô dì chú bác, không thấy không ưa nhìn đó cả nhà, cục mã không được đẹp. Thì tiếng dao cô dì chú bác là nguyên cục, thì dao như vậy nữa nha, đó thì để trong cục gì luôn nha, nhưng mà nó quẳng chảy nước nghe cô dì chú bác ơi. Tại vì thường nó cục mặt thì cắt xuống á là nó bự lắm, rồi mình quẩy mình nhảy qua như vậy đi tới lui á thì nó cục mặt nó sẽ gọn lại nha, kiểu nó bị mớp á, teo lại nó. Thì tiếng cũng quay cái thành quả như vậy đó. Thì nói chung thì tiếng quay bữa nay tiếng bắt cắt là nhiều ổ, nhưng mà tiếng không có đưa lên hết cho cả nhà xem được, thì mong cả nhà cũng thông cảm cho tiếng về video ngày hôm nay ha. Thì tiếng cũng quay được ổ nào thì tiếng đưa lên ổ đó. Thì bữa nay thì cũng như xui lắm á nha, thì cái camera nó không có được kiểu như không như ý cái nhà, lúc quay được lúc không, thì hổng gà là tiếng bị hoài luôn á nha. Mua pin mới vẫn bị, kiểu như là bị tùm lum hết thể nhớ rồi pin á, chung là nhiều thứ lắm á nha, nên là không có biết đường mà đâu mà gờ nữa. Thì thôi thì tiếng cũng quay cái vòng vòng cái thành quả của tiếng như vậy. Thì cả nhà nào á có cần mua ông á thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại tiếng là 0799835605, thì đó là số điện thoại Zalo của tiếng ở nhà. Thì tiếng là giao nguyên cục như vậy vẫn được cả nhà, và giao như vậy cũng được cả nhà, thì giao mặt lít gì cũng được. Cả nhà tin tưởng tiếng thì lấy mặt lít thì tiếng giao vô chai như vậy cho cả nhà ha. Thì mà ông tiếng là đảm bảo nguyên chắc, tiếng không pha trộn bất cứ gì vô á, tiếng dắt ra nguyên dạng cho cả nhà, là tiếng lọc lại hết bọt phấn, là tiếng kiểu như là tiếng làm rất là kỹ nha cả nhà. Đó, rồi mình đóng rồi quấn băng keo cho cả nhà, là nói chung là rất là kỹ, là đảm bảo cái nhà là không pha trộn, cái nhà cứ lên test thoải mái nha. Thì tiếng kiểu như là vô cái nghề này là kiểu như là sống mưu sinh luôn á, hiện tại đang mưu sinh cả nhà. Tiếng không nói là tiếng làm tới đâu, nhưng mà tiếng xem hiện tại bây giờ là tiếng đang sống giữa cái nghề này. Tiếng cần một cái khách hàng, số lượng khách hàng nhiều đặng tiếng có thể cung cấp cho cô dì chú bác xài tiêu dùng, và tiếng cũng có thể có đầu ra mặt ông mạnh, đặng tiếng có thể đi săn mỗi ngày cả nhà mà không bị ứ mặt. Tiếng bắt không gầy rất là nhiều, cũng như tiếng quay cho cả nhà xem đó, rất là nhiều mặt, nhưng mà tiếng bán hết rồi cả nhà. Thì cái đây là cái lố hoàn toàn mặt mới không cả nhà, thì tiếng bắt lại là tiếng đem về, rồi tiếng dự trữ. Nói chung thì dự trữ đây là nguyên đóng là chỉ có 2 ngày thôi cả nhà, không có bước vào ngày thứ ba luôn nha cả nhà. Thì mà ông của tiếng là đảm bảo là không có ga nha, tại vì hiện tại bây giờ là chưa có ga nha cả nhà, tại vì mặt tiếng mới nha, không phải là mặt cũ, mặt cũ thì nó mới có ga. Rồi cả nhà ơi, thì tiếng cũng xin up video của nhà ơi. Cả nhà nào có cần mua ông thì liên hệ tiếng nha, thì tiếng cũng xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau tiếng. Bye bye cả nhà.